Hello, xin chào mọi người. Video hôm nay mình sẽ làm về xây dựng một trang web nhúng cái biểu đồ Poker vào trong đó. Thì cái video này là mình nối tiếp cái video hôm trước, là mình làm video là làm thế nào để chuyển hóa dữ liệu tương tác với Poker. Tức là cái video này á, là mình đã vẽ ra cái biểu đồ mà có tính tương tác bằng Poker ở trong Python. Đấy. Thì ở đây nó output nó xuất ra là một cái biểu đồ dạng HTML đấy, cho nên mình từ cái biểu đồ đó mình sẽ đi nhúng vào trong trang web. Thì bạn nào chưa xem cái video này thì mọi người sẽ xem video này rồi mới hiểu được, và xem tiếp tục xem cái video mà nhúng cái biểu đồ này lên một cái trang web. Mình ở đây mình sẽ sử dụng cái Streamlit ha. Rồi bạn nào chưa xem thì xem lại nha. Ok, rồi thì làm như thế nào để nhúng cái biểu đồ mà có tương tác một Poker vào mỗi trang web bằng Streamlit ở đây. Thì ở đây mình có làm sẵn rồi, mình viết code bằng Streamlit. Đó là một cái framework ở trong Python. Streamlit này, nó một framework ở trong Python, có sẵn ở trong Python rồi, cho nên mình cứ việc áp dụng thôi, và nó rất là đơn giản để mà xây dựng cái trang web bằng Streamlit này. Rồi, cái những biểu đồ mà video hôm trước mình đã làm là những biểu đồ gì? Để mình show, đây là mình chạy sẵn rồi nha. Mình chạy sẵn Streamlit đây rồi. Đây, nó đang chạy nè. Rồi, nó sẽ show ra những cái biểu đồ có tương tác ở đây. Và những biểu đồ của video hôm trước đã được nhúng lên một cái trang web local như thế này. Đây, thứ nhất là có bao nhiêu người mắc COVID, bao nhiêu người bị tử vong, có bao nhiêu người đã được phục hồi, rồi tỷ lệ mà giữa tỷ lệ của các quốc gia, tỷ lệ giữa người người tử vong của các quốc gia thôi. Rồi thì các bạn nào muốn xem kỹ tại sao ra được biểu đồ như thế này thì các bạn xem lại video hôm trước nha, nhớ xem lại nên mới hiểu được cái video này, còn không xem lại thì sẽ không hiểu đâu. Rồi thì đây là cái output của mình, là một cái trang web và được nhúng biểu đồ ở trên trang web này. Rồi mình sẽ xem code nó như thế nào. Ok, mình sẽ chia làm hai màn hình đây, và đây là màn hình của code. Rồi những cái phần này đây, những cái phần get data này kia nè, rồi lấy ra ngày hôm qua ngày hôm nay, rồi sử dụng data cleaning nó nè. Rồi chia ra những cái trường hợp mà bị mắc COVID, bị chết, bị tử vong, hoặc là những cái ca nào mà phục hồi. Đấy, thì những cái phần clean này là mình đã là hướng dẫn video trước rồi. Với lại là cái function poker p này cũng làm hôm trước rồi. Và poker p mock này cũng làm hôm trước rồi. Đấy. Rồi. Rồi đi vô phần chính của mình. Đây. Đây là phần áp dụng Streamlit nè. Đây mình đã import cái thư viện Streamlit vào rồi nha. Các bạn nào chưa cài đặt Streamlit thì cứ pip install Streamlit thôi. Rồi những thư viện này cũng làm ở video hôm trước. Rồi Streamlit thì mình viết ngắn gọn thành ST. Rồi. Rồi. Ở đây thì mình sẽ khai báo cái app application web của mình nè. Rồi, streamlit.sidebar markdown là COVID-19 tracker, đây là tương ứng với trang web mình bên đây. Đây. Rồi, đây markdown là flatten the curve stay home. Đây. Tương ứng thôi, tương ứng qua. Rồi, last update là update mới nhất là ngày 24/8/2022. Đây, thì today là được mình được khai báo ở trên đây rồi. Mình đã viết cái trên đây, today ha. Đây. Rồi tương tự với mắc đau còn lại thôi. Ở đây là cái comment hoặc là cái thông tin để hiện lên một cái trang web thôi. Đây. Rồi, ở đây thì mình sẽ sử dụng cái sidebar là radio. Radio ở đây là gì? Radio là đây nè, là những cái button mà mình click vào nè, là rồi là radio đó. Thì các bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn về Streamlit thì cứ vào đây, Streamlit nó có hỗ trợ bên đây nè. Cứ vào đắp của nó mà xem ha. Hoặc là deploy cái app này lên một cái để mà mọi người có thể sử dụng á. Deploy web global
hoặc deploy cloud này kia cái kiểu. Rồi rồi, ở đây là cái xe ba này là radio, radio giống như code bin của mình. Rồi radio nó có hai phần, session session mình khai báo trên đây là work new case và top country. Đây, work new case, top country. Đấy. Rồi, tương tự markdown dưới đây thôi. Rồi, thì cái đó nguyên cái phần này nè. À, nguyên cái phần này chính là cái sidebar của mình ha. Đấy. Rồi, mình ở đây mình viết function là footer. Footer là những cái phần ở dưới cuối cùng. À, gạch gạch gạch. From print Nguyễn Bảo Thanh, rồi data science, tương ứng với bên trong web này. Đấy. Rồi, nếu mà selection ở đây là gì? À, đây selection mà bằng selection thứ không, selection thứ không là thằng này, selection thứ không. À, nếu mà mình ý là nếu mà mình click vào cái radio là work new case, nếu mình click vào đây thì nó sẽ ra được những cái đoạn code trong đây. À, đây mình click vào work new case. Trường hợp mới này thì tại vì mình không viết code ở trong đây, cho nên mình ở trong đây thì mình xe ba này mình ở trong radio what news case này thì mình cũng không có show lên cái chat nào hết. À, rồi đây tương ứng với bên code của mình thôi. Rồi nếu mà selection bằng session 1, tức là mình click vào cái top country thì nó sẽ thực thi code của mình. Thứ nhất là markdown này là mình là biết rồi ha, depression ở trên web thôi. Rồi ở đây thì mình sẽ chạy qua ba ba cái trạng ha. Thứ nhất là cái trạng về confirm deep recoveries ha, còn cuối cùng là cái trạng về mortality rate ha. Rồi đây là markdown thôi. Format scale của K hai thứ y là confirm, đây là tương ứng markdown của nó nè. Rồi sau đó thì mình sẽ stream list chấm poker chat. Poker chat ở đây là một cái phương thức ở trong stream list, nó đã được tích hợp sẵn ở trong stream list rồi. Giữa thằng poker và stream list nó có sự tương thích với nhau. Nó đã stream list nó đã viết sẵn để mà mình nhúng cái chat poker vào trong đó rồi ha, cho nên khá là đơn giản để sử dụng poker trong chương trình này. Rồi rồi thì mình sẽ gọi lại giống như cái video hôm trước mình làm thôi, cái function poker, và nó chứa hai biến ha. Function poker p chứa hai biến là data f và case ha. Rồi bỏ vào, sau đó nó vòng lặp nó chạy ba lần thì nó sẽ show ra ba cái trạng ở trên đây ha. Thứ nhất là confirm, thứ hai là diff, thứ ba là recoveries ha. Rồi cuối cùng cái trạng cuối cùng là mortality rate. À, là mình cũng markdown mà case 2 mà thứ trừ 1 là lấy thằng cuối cùng là mortality rate ha, hiện lên trên đây. Và sau đó cũng là sumdist chấm poker chat. Gọi lại cái function là poker chat more mock ha. Rồi thì nó cũng show lên thôi. Tiếp theo là footer, footer là cái function footer trên đây và sẽ hiện ba thông tin này. Đây. Rồi. Cái gậy gạch này là cái dấu hình ngang này ha. Rồi, đấy. Rất là đơn giản đúng không? Để mình xây dựng một cái trang web cho nó sử dụng Streamlit. Không cần phải như là HTML, CSS này kia mà nó rất là phức tạp ha. Sử dụng JavaScript này kia nữa. Rất là phức tạp luôn. Thì trong bài thân này nó có một cái framework là Streamlit thôi. Để mà mình ứng dụng nhanh nó, để mà xây dựng một cái project cá nhân gì đó ha, cho mình, hoặc là xây dựng một cái trang web cá nhân cho mình vẫn được. Khi sử dụng Streamlit mình có thể, đây là local ha, mình có thể deploy cái app này lên một global thôi cho mọi người có thể sử dụng, khá là tiện. Rồi thì với đoạn code này làm sao mình chạy nó đúng không? Rồi thì để run nó thì mình cần trên xe đây. Rồi
thì mình chọn tới cái thư mục mà mình đang đứng ha. Ví dụ mình tắt này đi để mình mở lại Anaconda. Rồi mình đang đứng ở cái thằng 30 và app 3 này, nó đang đứng ở COVID 19 Master Huy gì đó đứng trước đây, mà nó đang mà cái đường dẫn này đang ở là ODC User dạng Huy đó. Rồi thì mình sẽ CD tới cái thằng download nè. Rồi sau đó CD tới cái thằng project nè. Tại mình làm biến gõ cho nên mình CD từng cái cho nó nhanh ha. Rồi tới COVID-19 nè. Huy. Rồi, đang đứng tới đây rồi đúng không? Thì mình sẽ run run cái app này, cái file này. Rồi, mình stream lead run 308. Rồi. Enter thì nó sẽ được run. Rồi, nó đang chạy không? Rồi, sau đó nó mở lên một cái tab cho mình và cái app này được run. Running. Đấy, thì mình sẽ theo theo dõi cái tiến trình nó đang chạy bên cái console này. Rồi, nó đang chạy nè ha. Rồi, nó hiện lên cho web cho mình. Đấy. Đây là chạy local thôi. Còn các bạn nào muốn tìm hiểu sâu thì tìm hiểu thêm deploy nữa. Deploy Streamlit cũng khá là đơn giản thôi, cũng không có gì phức tạp đâu. Bản thân là xây dựng cái một trang web là nó rất là đơn giản như thế này rồi. Thì deploy nó cũng không có gì đâu phức tạp lắm. Rồi. Rồi mọi người nào có thắc mắc thì cứ comment bên dưới ha. Rồi. Muốn hiểu kỹ hơn á, tại cái bài này á mình chỉ hướng dẫn cho các bạn là xây dựng một cái trang web từ video này của mình thôi. Video làm thế nào để chủ quan hóa dữ liệu tương tác với Booker. Đấy. Cho nên các bạn nào không hiểu thì phải xem lại cái video này, và xem lại video này xong rồi thì kèm theo đó là đưa cái những cái dạng này lên một cái trang web sử dụng Streamlit là xong rồi. Ok rồi, mọi người có thắc mắc thì comment bên dưới ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, chào mọi người.